Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tất cả mọi thông tin mua sắm các anh em liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline của công ty 0963889192 và 0965503357. Hiện nay bên Zika chúng em đã có cái chương trình trả góp và các anh em có thể là thực hiện trả góp online ở nhà mình, có thể thao tác được mua hàng tại Zika với hình thức trả 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng. Em sẽ cho nhỏ nhạc lại một tí. Với cái chương trình ngày hôm nay cũng như video này em lên sóng với các anh em các mẫu loa siêu trầm. Và đây là một cái video về tri ân sale với những cái giá siêu hấp dẫn dành cho anh em. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy, các anh em có thể nhìn thấy hiện tại đối với cái phiên bản Sub Bass 30 công suất dao động từ 500 đến 700 thì chúng em đã có những cái sản phẩm như là W260P phiên bản màu đen, sử dụng công nghệ màng carbon cho con bát gân cao su, ra công suất đạt được 500W, dòng đánh điện với màu đen của nó là màu đen vân thông rất đẹp và sang trọng. Bản này hiện tại giá niêm yết đang có cái giá là 3.200.000 đồng, thì bên Zika chúng em sẽ tri ân các anh em là 3 triệu cho miễn phí vận chuyển, tặng đầy đủ phụ kiện dây giác đi kèm. Anh em cần tư vấn hơn thì liên hệ trực tiếp với Zika hoặc đến tại địa điểm mà công ty chúng em, đó là 133 phố Trương Lâm, Long Biên, Hà Nội, để trải nghiệm. Chúng em gửi online thì liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline này. Chúng em sẽ ship COD toàn quốc, giao hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đó. Tiếp đến là một cục súp nữa, đó là cái phiên bản súp Q7. Q7 hiện nay cũng đang được khuyến mãi, giá niêm yết là 6.500.000 đồng, hiện nay được khuyến mãi xuống còn 5.500.000. Phiên bản là đen nano, em còn một chiếc màu vân gỗ nằm phía bên trong. Đen nano này là cái dòng mà có cái thiết kế vo tròn mềm mại rất đẹp, cùng với cái tông màu đen. Bát mặt trước này, màng polyblast, con này công suất 500 đánh điện, giá bán hiện nay là 5.500.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, rẻ hơn so với giá niêm yết là 1.000.000 đồng. Và tiếp tục, T8 và T9 đều là những phiên bản hai bát cộng hưởng. T8 là cái đời ra từ năm 2020, hiện nay giá niêm yết là 7.000.000, đang khuyến mại còn 6.000.000, hai bát cộng hưởng ạ. Và cái phiên bản T9 cũng vậy, là cái phiên bản công nghệ bát cộng hưởng và là bát vương niệm hoàng gia, phía bên dưới là bát một cái bát nữa này. Con này đánh rất hay. Nếu mà là bản T8 thì là 6.000.000, bản T9 là 9.000.000. Bụi nhá, em chưa kịp lau. Cuối cùng còn hai cái phiên bản bát 30 trong phân khúc sang trọng như là con 2012 Plus này, 2012 Plus hiện tại là bản này đang có giá là 6.500.000. Màu đen nano, màu đỏ thì đang phải chờ anh em. Bát màng polyblast này, 560 Plus cũng màng polyblast. Hai con này cùng cấu hình bát, cùng công suất, cùng công nghệ mạch Class D. Nên phiên bản này kích thước vỏ thùng lớn hơn, cái cơ khí chế tạo nó phức tạp hơn nên là có giá bán là 7.000.000, phiên bản này 6.500.000. Ok, một video ngắn tầm 3 phút thôi, nhưng mà anh em có thể nắm được sơ lược cũng như là hiểu rõ hơn về các dòng này. Còn video hướng dẫn chi tiết cụ thể từng sản phẩm một thì anh em có thể vào kênh của Zika Audio để chúng em có những cái video rất là chi tiết về sản phẩm rồi. Ngoài ra thanh toán tiền mặt hiện nay chúng em cũng hỗ trợ quẹt thẻ. Anh em có thể đến tận địa chỉ 133 Phố Trương Lâm, Long Biên, Hà Nội trải nghiệm trực tiếp, và khi mua có thể chuyển khoản hoặc quẹt thẻ. Hoặc là chúng em đến tận nơi bàn giao, các anh em có thể quẹt thẻ và chuyển khoản luôn. Mua với trả góp lãi suất 0 đồng liên hệ cho Zika. Đặt những cái chiếc loa siêu trầm bát 30-40 với giá dao động từ 2.300.000 cho đến 10.000.000, liên hệ cho Zika chúng em. Xin được hân hạnh phục vụ các anh em với những niềm đam mê âm thanh. Và em xin khép lại video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.